Vâng, xin chào bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền group của mình nha mọi người nha Thì hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một trang web chúng ta kiếm giúp Cái dạng web này chúng ta sẽ rút tiền mà không cần đầu tư nha mọi người nha Còn hiện nghĩa là khi mọi người đăng ký tài khoản nó sẽ cho mọi người một tốc độ đào đào rộng group free nha mọi người nha Thì dạng web này nó sẽ cho mọi người rút tiền miễn phí không cần phải nạp tiền vào Mọi người chỉ việc đăng ký tài khoản này Mọi người có thể đầu tư ở đây hoặc là có thể mọi người có thể chơi free Và mọi người có thể xem quảng cáo để kiếm thêm tiền nha mọi người nha thì đây là dạng web chúng ta sẽ kiếm đồng rút và đồng USD của VPE nha mọi người nha thì mọi người nào đang quan tâm với đồng này mọi người có thể kiếm nha thì một đồng rút hình như là được 350 Việt Nam đồng và 75 rút và được một đô nha mọi người nha thì dạng web này mọi người có thể kiếm tới 2 đến 5 rút một ngày và nếu mọi người kiếm nhiều thì có thể hơn nha thì giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đăng ký tài khoản thôi thì con này giống như con con gì nhỉ một cái con lúc trước mình giới thiệu cho mọi người cái con nó uh, kiểu dạng mua xe cho mọi người nha bây giờ mình sẽ vào web và review cho mọi người thì để được chơi con web mình sẽ để link con web dưới phần mô tả nha thì mọi người bấm vào nó hiện giao diện như này thì mọi người sẽ theo đúng đăng ký ở đây ở màn hình này để mọi người đăng ký tài khoản nha đầu tiên mọi người nhập tên người dùng này nó thích nhập tên đăng nhập luôn nha mọi người nha thì mọi người sẽ nhập tên người dùng mọi người vào mọi người nhập em mai của người người và nhập mật khẩu nha mọi người nha mọi người ghi đầy đủ thông tin rồi mọi người phần đăng ký ngay nha rất đơn giản thôi mọi người đăng ký ngay để mọi người đăng ký tài khoản nha rồi khi đăng ký xong thì nó sẽ vào đây nó hiện giao diện như này cho mọi người luôn. Thì à, đầu tiên khi mọi người vào đây nó sẽ cho mọi người một con xe như này nha mọi người nha. Một con xe như này và mọi người sẽ có thu nhập của người sẽ là 0,21 giúp hàng ngày. Đó mỗi ngày mọi người sẽ kiếm được ngay là 0,21 giúp bởi cái con xe Uber này. Nhìn xe đẹp vãi trưởng luôn nha mọi người nha. Sau này có một con sắm con này đi cũng được. Rồi. Thì đây là nếu mà mọi người đầu tư ấy, thì mọi người sẽ đầu tư đây là 50 giúp này thì mọi người sẽ ra sẽ được có một sẽ mua được một con Uber level 2 này là một mọi người sẽ đào được ngay là 1,3 giúp này 100 giúp thì mọi người sẽ đào được 3,3 nha mọi người nha thì mọi người thể nên được mọi người xem xét mọi người mọi người phải đầu tư đây nha thì dạng web này mình mình nghĩ đầu tư và chắc chắn nó sẽ có lãi thôi nha mọi người nha chắc chắn là, sẽ rất là, sẽ rất là lâu rồi thì uh, bây giờ mọi người vào phần ba cái trên này nha mọi người nha đó mọi người phần nhà xe để của tôi này thì để xem cái số xe của bạn con có nha thì đây này nó đang mình vừa có một con bạn tặng đang đào giúp cho mình nha đó, mọi người sẽ chờ thôi nó sẽ đào được ngay là không phải hai mốt hàng ngày một cái phần để mua thêm để tăng thu nhập này để mọi người đi mua nhá thì mọi người đầu tư vào đây. Mọi người sẽ đầu tư vào đây nhá thì bấm phần nạp tiền này, một cái phần nạp tiền và nó sẽ đưa mọi người đến ví và mọi người sẽ thành à, à, nạp tiền vào đây cho nó để mọi người mua nhá, mua xe nhá thì mình sẽ làm sao. Thì mình nghĩ là mình sẽ mua một con 100 giúp này thì tỷ lệ lãi nhanh sẽ là rất là cao. À, tỷ lệ lãi nhanh vào thu hồi vốn nhanh hơn và kiếm được nhiều lãi hơn. Rồi, thì đây chính là cái dạng web à kiếm cái chúng ta sẽ kiếm cái đồng uh, kiếm cái đồng uh, rút free này, ở phần nhà xe của tôi này, xong ở phần uh, khi mọi người đã đào đến được một phần nào đó thì mọi người phần là xanh xanh này này, mọi người phần chữ thu nhập nha, nó có chữ thu nhập đây này, à mọi người phần ba gạch uh, này, mọi người phần là chứng thực nha, hình như mọi người uh, <laughs> khi mọi người đào được ở đây là hình như là tối đa hình như là được một rút được một group thì mọi người sẽ tiến hành được ấn thu nhập một lần nha mọi người nha mọi người sẽ được thu nhập một lần nó sẽ có hiện chữ thu nhập ở dưới này mọi người sẽ thành thu nhập thì nó sẽ hiện lên cái địa chỉ ví số số dư để rút này nha mọi người nha đó thì dạng web này thì như mình như không có hiện điểm danh hàng ngày nhưng mà điểm danh thì hàng ngày rất là vui tại vì khi mọi người điểm danh mọi người sẽ nhận được tiền và chúng ta sẽ lấy cái tiền điểm danh đó chúng ta sẽ mua uh, mua xe thì đầu tiên đó chính là dạng kiếm free thứ nhất và dạng kiếm free thứ hai chính là phần lướt ván này này chúng ta xem quảng cáo ra kiếm tiền nha mọi người nha thì tất cả các web đều có cái xem phần, xem quảng cáo kịp tiền này thôi thì khi một người xem một quảng cáo là tầm 20 giây thì một người sẽ nghe, nghe là không phải không giúp thì nó cũng khá là cao thì một người để xem được quảng cáo thì một người phần bắt đầu thanh toán chấp hành ban đầu này một người bỏ vào tên của nó nha thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện mới như này một người xem cái phần thời gian đi ở bên dưới đây nha mọi người nha thì một người chờ hết thời gian ở đây à, đó chờ hết thời gian là 20 giây thì một người sẽ thành uh, xác nhận captcha để một người kiếm tiền nha Rồi hết thời gian rồi cho mọi người nha, nó hiện lên như này, 8-2 thì bằng 6, người ở phần nút 6 số 6 này để mọi người xác nhận cấp tra. Mọi người đã nghe là 0.05 giúp nha mọi người nha. Thì nó tiến anh sẽ đưa mọi người quay trở lại trang web ban đầu thôi. Mọi người phần là quay trở lại đi, nút quay trở lại nha mọi người nha. Thì mọi người sẽ xem thành công đây và chị, bây giờ mình sẽ bấm phần nơi để xem của tôi để mình xem cái số tiền nha. Đó mình đã có nghe 0.05 giúp rồi. Thì mọi người xem thêm một quảng cáo nữa là mọi người sẽ được nghe là 0 phải1 giúp. Đó, tầm 20 cái là người đã đủ win rút rồi nha mọi người nha mọi người để rút tiền thì mỗi phần rút tiền này thôi, đơn giản đơn giản thôi nha mọi người nha. Rồi mọi người với phần chọn nơi thanh toán này thì nó sẽ hỗ trợ mọi người rút qua ví Perfect money Thì đầu tiên thì mọi người phần ba gạch trên này, mọi người phần là để không có chỗ để cho mọi người đăng ký địa chỉ ví nha. Mọi với phần ví PE này, đó mọi người sẽ nhập cái địa chỉ ví của mọi người vào đây. Và đây mình sẽ nhập địa chỉ ví mình vào đây xong mọi người phần một số tiền muốn rút nha thì số tiền tôi rút đây tôi thiểu như là một giúp nha cái web nào cũng thế thôi tôi thiểu là một giúp cho mọi người nha à. <laughs> là một trà đó một giúp nha mọi người nha mọi người sẽ tập tiền nhập số 1 vào đây thì tại hiện tại có bao nhiêu thì nó sẽ cho người rút bấy nhiêu đó thì cứ trên một là mọi người rút nha thì mọi người phần là rút tiền uh, rút toàn bộ số dư thì mọi người sẽ nó sẽ ảnh rút tiền cho mọi người thì đây là dạng web đầu tư uy tín À là dạng web kiếm tiền uy tín thế nên là cực kỳ là uy tín cho mọi người luôn thì mọi người không phải lo đâu thì clip mình xin dừng ở đây thôi nha hẹn gặp người clip sau thì một người nào muốn kiếm group free trên con web này thì mình sẽ để link web dưới phần mô tả bình luận cho mọi người nha thì ba hẹn gặp người ở clip sau